Quý vị đang quay trở lại với chương trình Dạy Cái Sổ và chúng ta sẽ gặp lại anh Trí, Lê Anh Trí, trưởng phòng môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng trong phần cuối của chương trình Dạy Cái Sổ để cùng tiếp tục diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay và những phiên sắp tới. Thưa anh Trí, thì chúng ta đã có nhiều dự đoán là CPI Việt Nam trong tháng này dự kiến nó sẽ tăng nhẹ. Như vậy thì diễn biến này nó có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán không? Về việc công bố CPI tiếp tục tăng nhẹ trong tháng này, và số liệu chính thức của thành phố cũng như là của cả nước thì chưa được công bố. Tuy nhiên thì với những cái việc tăng giá của các cái mặt hàng nguyên vật liệu như là xăng dầu đã được dự báo từ trước, khi mà chúng ta có hai đợt điều chỉnh giá có xu hướng tăng liên tiếp trở lại đây. Ngoài ra thì các cái yếu tố từ dịch vụ y tế hoặc là các cái yếu tố khác như là cái chi phí rau củ nguyên vật liệu hoặc là các cái chi phí do tăng lên do ảnh hưởng từ cái thời tiết hạn hán cũng như là các cái xu hướng về ngành vật liệu xây dựng đang có nhu cầu tăng lên thì đã khiến cho CPI tiếp tục tăng là chúng ta có hoàn toàn có thể dự báo được. Tuy nhiên thì mức tăng vừa phải như giai đoạn hiện nay tôi cho rằng là một những yếu tố tương đối tích cực, bởi ngoài trong cái phân tích yếu tố CPI tăng thì cái việc mà ngoài chi phí đẩy có dấu hiệu tăng nhẹ thì cái nhu cầu của chúng ta cũng đang tăng lên, thì cho thấy là cái nhiều ngành nghề chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng do cái việc mà nhu cầu đã bắt đầu phục hồi. Có thể thấy rõ nét trong cái ngành vật liệu xây dựng cũng như là các nhóm ngành xây dựng thì đang có dấu hiệu tăng lên, thì chúng ta có cơ hội rằng là các cái doanh nghiệp trong các cái ngành này như ngành sắt thép hoặc là xi măng hoặc là các cái sản phẩm hỗ trợ thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp này có cơ hội tăng trưởng. Và chúng tôi cho rằng là với cái mức tăng thấp như vậy thì sẽ không ảnh hưởng tiêu cực nhiều đến thị trường chứng khoán, mà câu chuyện chúng ta vẫn mong muốn trong thời gian sắp tới đó là cái việc câu chuyện tăng trưởng của chúng ta về GDP liệu có đạt được cái mức kế hoạch đề ra hay không. Và chứ còn với cái việc mà CPI như vậy, chúng tôi cho rằng nó sẽ không tác động quá lớn đến cái ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta. Dạ vâng, hầu hết cái dữ kiện kinh tế của quý và của tháng thì cũng đã gần như là được công bố cả rồi. Như vậy thì anh nghĩ trong thời gian tới thị trường còn chịu tác động từ những cái cơ sở diễn biến nào nữa? Với những cái thông tin vĩ mô đã được công bố hoặc là dự kiến về các cái kết quả kinh doanh về quý một của doanh nghiệp thì đã được gần như là phản ánh hết vào thông tin trong giai đoạn vừa qua, thì trong thời gian sắp tới tôi cho rằng là thị trường nó sẽ có một cái khoảng trống thông tin nhất định. Thì những cái việc mà những cái thông tin như về việc doanh nghiệp sẽ chốt ngày về danh sách chia tách cổ tức hoặc là chốt ngày về việc mà phát hành thêm cổ phiếu hoặc là các cái thông tin ảnh hưởng sát đến doanh nghiệp, vẫn ví dụ như vấn đề nới room, thì nó sẽ có phản ánh rất là tích cực tới nhiều doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là một số doanh nghiệp đã tiến hành qua kỳ đại hội cổ đông vừa qua và đã được công bố. Thì chúng ta có thể thấy rõ trong cái phiên ngày hôm nay, ví dụ như cổ phiếu GTN hoặc là cổ phiếu KMR, thì sau khi cái vấn đề nới room được thông qua thì hôm nay hai cổ phiếu này phản ứng rất tích cực. Thì tôi cho rằng là những cái thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cụ thể hơn nó sẽ tác động đến từng doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện tại. Chúng ta nói một khía cạnh khác, đó là cái việc các cái cổ phiếu upcom đang đứng trước cái cơ hội được ký quỹ có chọn lọc, thì anh đánh giá cơ hội này đối với nhóm cổ phiếu này như thế nào? Đúng là trong bối cảnh mà thị trường upcom đang là một cái điểm đến tương đối hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây, thì việc mà cổ phiếu trong thị trường upcom dự kiến sắp tới sẽ được ký quỹ nhưng mà có chọn lọc và bởi một số nhóm cổ phiếu được đánh giá là tốt thì sẽ là cơ hội lớn cho nhà đầu tư, và tôi cho rằng đây cũng sẽ là một cái kênh tương đối hấp dẫn. Ví dụ trong thời điểm hiện tại chúng ta có một vài cổ phiếu tương đối lớn đang nằm ở trên sàn upcom, ví dụ như là cổ phiếu của May Việt Tiến hoặc là một số cổ phiếu khác thuộc Vingroup như là VEF hoặc là một số cổ phiếu khác thuộc cổ bên các cái công ty về thiết bị điện Việt Nam cũng là những cổ phiếu tương đối tốt, thì đây sẽ là một kênh tương đối hấp dẫn. Và với những cái nền tảng giao dịch cũng như là cái khối lượng thanh khoản tốt như vậy thì tôi cho rằng là cái sàn upcom sắp tới sẽ thu hút được thêm tương đối nhiều dòng tiền. Chúng ta cũng đang thấy là có nhiều dự báo về cái việc đảo danh mục các quỹ ETF, anh nhận định gì về việc này? Thì với dữ liệu trước đây đã từng giao dịch nhiều theo lần dự báo ETF thì chúng ta nhận thấy là các quỹ Việt Nam cũng như là các công ty chứng khoán thì đã có những dự báo tương đối sát theo các cái tiêu chí của ETF đưa ra. Thì khoảng 2-3 năm trở lại đây thì cái việc mà đầu tư theo ETF đã bắt đầu có nhiều cái sự rủi ro, tức là chúng ta có thể dự báo hoàn toàn chính xác tương đối lớn cái việc đảo danh mục của ETF. Tuy nhiên thì cái việc mà ETF họ có những chiến lược giao dịch thực sự là rất là bất ngờ, có thể là trước đó 1-2 tuần cũng như là hoặc là họ thực hiện mua bán trong phiên với những cái mức giá rất là biến động. Ví dụ như là một số cổ phiếu có thể được thêm vào, tuy nhiên trong cái ngày thực hiện thì giá có thể giảm rất mạnh. Với những cổ phiếu mà được họ bán ra thì chúng ta lại thấy có thể những cổ phiếu nó lại tăng rất là khá. Vì vậy từ nay đến thời điểm tháng 6 họ bắt đầu dần dần công bố thì chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nào mà quan tâm đến câu chuyện ETF thì chúng ta còn khoảng 2-3 tuần chuẩn bị cho cái việc đầu tư theo cái chiều hướng này. Tuy nhiên thì quan điểm cá nhân tôi cho rằng nhà đầu tư cũng không nên quá
quan tâm đến cái xu hướng đầu tư theo ETF và có thể coi đây là một kênh tham khảo. Còn với cái việc giải ngân thì tôi cho rằng là nhà đầu tư nếu mà muốn theo ETF thì có thể giải ngân ngay từ thời điểm này và nên giải ngân với một cái tỷ trọng vừa phải thôi. Chúng ta nói sâu hơn về một số mã cổ phiếu đáng chú ý, đó là cái mã HPG của Hòa Phát hay là SG Hoa Sen, nhóm cổ phiếu ngành thép. Thì sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 thì cái nhóm này đã bắt đầu điều chỉnh giảm. Anh cho rằng cái vùng giá nào sẽ là vùng giá hấp dẫn của nhóm cổ phiếu ngành thép? Đúng là sự quan tâm của Tuyết Anh với hai cổ phiếu ngành thép cũng giống như là cái sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trên sàn hiện nay. Đây là hai cổ phiếu thực sự hấp dẫn trong thời gian vừa qua, khi mà với cái nền tảng doanh nghiệp đã bắt đầu được cải thiện cùng với cái sức cầu về ngành thép đã được cải thiện đáng kể thì hai cổ phiếu này đã tăng tương đối mạnh. Và cái đáng quan tâm của nhà đầu tư hiện nay đó là cái việc mà cổ phiếu ngành thép như Hoa Sen hoặc là Hòa Phát điều chỉnh tới mức nào thì chúng ta có thể giải ngân được là một câu hỏi cực kỳ là quan trọng. Và hầu hết các nhà đầu tư trên sàn cũng hay chia sẻ với tôi về điều đó. Thì về việc Hoa Sen, câu chuyện của Hoa Sen ngoài cái việc mà nền tảng doanh nghiệp trong các cái báo cáo quý vẫn đang rất là tích cực thì còn cái câu chuyện chia 1-1 trong thời gian sắp tới là ngày 31 tháng 5 thì sẽ chốt trong ngày giao dịch không hưởng quyền, thì đây sẽ là một cái thời điểm rất là quan trọng và cho Hoa Sen trong thời điểm sắp tới. Thì nhà đầu tư cũng đang cân nhắc trong cái việc mà vùng giá Hoa Sen sau khi tạo đỉnh ở vùng giá khoảng 53.000 thì chúng tôi đang kỳ vọng rằng là với cái giá Hoa Sen đóng cửa ngày hôm nay thì có thể điều chỉnh trong vòng khoảng 10% nữa là sẽ là cơ hội lớn để chúng ta giải ngân và chấp nhận là sẽ mua và nắm giữ Hoa Sen qua cái việc chốt ngày 1-1 luôn, thì đây sẽ là một cơ hội tương đối lớn. Ngoài ra thì với cái cổ phiếu Hòa Phát thì đang bị áp lực một số quỹ nước ngoài đăng ký công bố bán. Thì đây cũng sẽ là một áp lực điều chỉnh khiến cho Hoa Sen ngoài cái việc chốt lời trên thị trường thì cũng đang giảm tương đối mạnh về cái vùng giá quanh 33.000 và dưới vùng 30. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là Hòa Phát sẽ là một cái điểm mua tương đối hấp dẫn khi mà cổ phiếu này giảm về quanh cái ngưỡng giá khoảng 32.5 thì đây sẽ là một cái điểm giải ngân tương đối hợp lý trong thời điểm hiện tại. Và dân cái chuyến thăm của Tổng thống Mỹ ông Barack Obama đến Việt Nam, chúng ta cũng nhắc lại các cổ phiếu được lợi từ TPP. Anh đánh giá như nào về kỹ hơn về cái cơ hội đầu tư của cái nhóm cổ phiếu được lợi từ cái hiệp định này? Đúng là câu chuyện TPP của chúng ta sẽ còn kéo dài trong thời gian tới khi mà các cái hiệp định này được thông qua bởi các quốc hội lớn ở các cái nước quan trọng trong khối TPP. Thì với những cổ phiếu TPP hiện tại, đúng là trước cái thời điểm Obama tới thăm Việt Nam thì nhà đầu tư cũng rất là quan tâm một số cổ phiếu đặc biệt trong nhóm ngành may mặc hoặc là một số nhóm cổ phiếu khác mà có cái sự mà cơ hội dư địa để phát triển trong các cái thị trường TPP. Thì chúng ta cũng có thể thấy là các cổ phiếu ví dụ như là TCM hoặc là TNG, một số cổ phiếu được hưởng lợi thì đã bắt đầu có dấu hiệu rục rịch tăng điểm. Và tôi cho rằng là các cái nhóm cổ phiếu này sau khi mà tích lũy được quanh cái vùng giá đáy thì sẽ có nhiều tiềm năng tăng điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên thì trước mắt cũng không thể kỳ vọng rằng là các cổ phiếu này sẽ tăng nóng ngay được, bởi trong những ngày làm việc sắp tới khi mà các cái văn kiện hoặc là các cái chính sách của hai nước chúng ta được thông qua rõ ràng cụ thể hơn thì tôi cho rằng là các nhóm cổ phiếu này nó sẽ có cái phản ánh tích cực hơn nhiều. Cảm ơn anh Trí rất nhiều ạ. Thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi với anh Lê Anh Trí là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng vừa khép lại chương trình giải kết sổ kỳ này. Rất mong quý vị có những quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả. Đến đây thì xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.